Chiều ngày 11 tháng 8, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Đặng Đình Hoan, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban tổ chức diễn tập chủ trì hội nghị. Theo báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023, công tác tổ chức quán triệt chỉ thị, kế hoạch của các cấp được thực hiện nghiêm Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, xây dựng xong 28 kế hoạch trên bản đồ của ban chỉ huy quân sự thành phố và các phòng ngành để thông qua ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thẩm định. Chủ động tích cực xây dựng dự thảo kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế tại vị trí thường xuyên và căn cứ chiến đấu, tập trung xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết các nội dung thực binh. Việc thi công các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu được thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo cụ thể tiến độ công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công, tập trung thảo luận bàn giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Đình Hoan, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức diễn tập, đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung cao cho công tác chuẩn bị diễn tập. Trong đó, đến ngày 22 tháng 8, phải hoàn thiện xong toàn bộ hệ thống văn kiện diễn tập, tham luận của các cơ quan phải chuẩn bị tốt nội dung, tập trung cao cho công tác xây dựng công sự trận địa các khu vực thực binh, các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu. Tất cả các khâu chuẩn bị cho diễn tập phải được kiểm duyệt kỹ, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo để tháo gỡ.